khi các bạn thấy được những bệnh nhân mà tưởng chừng như sẽ rơi vào lưỡi hái tử thần, và với sức lực và trí tuệ của những chiến sĩ đu trắng, chúng tôi kéo lại được, đưa bệnh nhân về với lại cuộc sống bình thường, và chứng kiến những nụ cười của bệnh nhân khi được trả lại trong vòng tay hạnh phúc của người nhà, thì đó là một nguồn năng lượng vô bờ bến, một nguồn tái tạo năng lượng rất lớn để vô tình tiếp sức và tái tạo nguồn lực cho nhân viên y tế đứng lên và tiếp tục làm việc. Sáng hôm nay vào lúc 8:20 cũng là buổi giao ban cuối cùng của Bệnh viện Dã chiến số 6 cùng với các anh em đồng nghiệp, các nhân viên y tế, lãnh đạo các khoa phòng chức năng còn làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 6. Trong đó cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn bộ cán bộ công nhân viên, còn khoảng hơn 171 cán bộ công nhân viên đang cùng đồng hành cùng Dã chiến số 6 đến thời điểm hiện nay. Thành phố chúng ta đã bước qua một giai đoạn mới, một giai đoạn phủ xanh của thành phố, một giai đoạn mới trong công tác phát triển và xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn. Cùng với khí thế của năm 2022, một tín hiệu đáng mừng là tỷ số F0 trong cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm, và cụ thể từ ngày 25 tháng 12 đến hiện nay thì số lượng F0 trong Dã chiến số 6 đã không còn nữa. Và hôm qua thì chính thức là Dã chiến số 6 tạm ngưng hoạt động, nhưng các cán bộ nhân viên y tế vẫn đang trong tình trạng là sẵn sàng có thể tiếp nhận vận hành Bệnh viện Dã chiến số 6 bất kỳ lúc nào trong vòng 24 giờ để đủ khả năng tiếp nhận và thu dung từ 500 đến 1.000 F0 để tới và điều trị cho bệnh nhân. Trải qua gần 7 tháng trong công tác điều hành và vận hành Bệnh viện Dã chiến số 6 cùng rất nhiều các anh em đồng nghiệp đến từ các đơn vị như Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghiệp, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, và các bạn đang tình nguyện viên từ các tỉnh phía Bắc như Lai Châu, Hà Nam, Lạng Sơn, Thái Bình, Phụ sản Trung ương, Tâm thần Trung ương, Đại học Y Hải Phòng, và rất nhiều các đoàn tình nguyện viên F0 cùng tham gia công tác phòng chống dịch tại Dã chiến số 6. Bệnh viện Dã chiến số 6 không phải là một bệnh viện dã chiến nữa, mà mang tên một ngôi nhà dã chiến. Ở đó chúng tôi là những nhân viên y tế và các bạn xuất phát từ các ngành nghề khác nhau đều cùng một cái chí hướng tập trung làm sao để bảo vệ sự bình yên cho người dân thành phố, và mong muốn làm sao là trả những bệnh nhân F0 vào thu dung điều trị về với gia đình một cách được trọn vẹn. Và chúng tôi hiểu rằng sự hạnh phúc và niềm vui mừng của những bệnh nhân sau khi xuất viện từ bệnh viện đó là sự mong chờ của rất nhiều hàng trăm hàng ngàn những người thân và người nhà, người ta đang đợi tín hiệu đó. Và chính như vậy, trong suốt quá trình chúng tôi làm việc hơn 7 tháng vận hành môi trường dã chiến và cũng như là bệnh viện tầng 3 trong công tác thu dung và điều trị, thì toàn bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Dã chiến số 6 coi nhau như đó là một ngôi nhà, một gia đình, đại gia đình của chúng tôi để cùng hoàn thành sứ mệnh để chăm lo sức khỏe người dân. Và Dã chiến số 6 là nơi bắt đầu của những cuộc thu dung điều trị F0 hàng loạt, và cũng là nơi kết thúc những cái trường hợp F0, và cũng là nơi bắt đầu cho những cuộc sống mới, hành trình mới cho các bạn y bác sĩ trẻ có được những cái kinh nghiệm trong công tác vận hành, quản lý trong những công tác chuyên môn trong suốt 7 tháng để các bạn có thêm hành trang để các bạn trang bị tiếp cho cái bước vào cái cuộc sống mới. Thực ra thì bản thân tôi cũng như toàn bộ nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các y bác sĩ trẻ cũng chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ vượt qua một cái đại dịch Covid lớn như năm 2021. Và năm 2021 để lại cho nhân viên y tế của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tất cả người dân Thành phố Hồ Chí Minh trải qua rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc trong công tác chống dịch, công tác điều trị và rất nhiều trong công tác phòng chống dịch. Và bản thân tôi thì chúng tôi được may mắn khi được lãnh đạo y tế, lãnh đạo thành phố trao cho những cái trách nhiệm cùng với các anh, các chị lãnh đạo các sở ban ngành tham gia công tác phòng chống dịch. Đây là một sứ mệnh, cũng là một trách nhiệm và là nhiệm vụ của những y bác sĩ trắng mang áo blue trắng của chúng tôi, cùng với rất là nhiều hơn 30.000 cán bộ nhân viên y tế trên cả nước cùng chi viện vào thành phố, tạo nên một cái sức mạnh tổng thể của ngành y. Và một sức mạnh này mang tên một ngôi nhà Việt Nam, cùng với nhau thể hiện bản lĩnh
của màu áo blue trắng của Việt Nam nói riêng, cũng như thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn vững vàng, vững chắc trong mọi thời điểm, trong mọi không gian, để chúng tôi khẳng định rằng ngành y của Việt Nam cũng như ngành y của thành phố luôn luôn đồng hành cùng người dân trong sự trong cái công cuộc chăm lo sức khỏe người dân. Và những điều khó khăn mà chúng tôi vượt qua sẽ là những hành trang giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong về công tác chuyên môn về sau. Có rất nhiều cái sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều các nhân viên y tế, từ các anh chị hộ lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đội ngũ y bác sĩ rất là nhiều. Và bản thân tôi cũng được may mắn trưởng thành từ trường đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng thành từ công tác đoàn, hoạt động công tác đoàn, và cũng được sự hướng dẫn hỗ trợ từ các anh chị đi trước, như bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện 2, như anh Vũ Chí Thanh, chủ tịch hội thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 1, và giáo sư tiến sĩ Thân Chí Thượng, chủ tịch hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, và rất rất nhiều các thầy cô đã dạy dỗ trong suốt quá trình chúng tôi học tập và làm việc, đã cho chúng tôi một cái kiến thức, một cái hành trình, một cái hành trang để chúng tôi bước vào cái cuộc đời y nghiệp, để chúng tôi mang cái sứ mệnh của chúng tôi với lên mục tiêu làm sao tốt nhất cho bệnh nhân. Và trong công cuộc của chúng tôi có rất nhiều với hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 5.000 hội viên tham gia công tác trong hội với nhiều vai trò như công tác nghiên cứu học, công tác thiện nguyện, trong công tác chuyên môn. Và chúng tôi tạo thành một ngôi nhà để chúng tôi cùng với nhau để xây dựng cái đội ngũ thầy thuốc trẻ trong hôm nay sẽ là đội ngũ thầy thuốc trong tương lai, để tiếp tục hỗ trợ và là những cánh chim để tiếp tục hỗ trợ cho các bác sĩ trẻ, các tân sinh viên trẻ sẽ tiếp tục phát triển theo chúng tôi. Thì bản thân những người mà đi đầu thì chúng tôi luôn luôn phải tạo một cái thế gọi là tiên phong, dám nghĩ, dám chịu, dám quyết và dám làm, để từ đó phát huy được tinh thần của tuổi trẻ, để sau khi mà chúng ta gọi là hết cái tuổi trẻ đi, mà chúng ta nhìn nhận lại và chúng ta cảm giác là chúng ta không bị phí cái thời gian của tuổi trẻ đi qua. Mà định nghĩa tuổi trẻ thì rất là nhiều cái khung tuổi, có anh chị nói là dưới 30 tuổi, trên 30 tuổi, hoặc là dưới 40 tuổi, trên 45 tuổi. Nhưng đối với tôi, tuổi nào mà chúng ta cảm thấy trẻ, chúng ta hòa nhập được trẻ là chúng ta trẻ. Kể cả hiện nay rất nhiều cô chú anh chị 50, 60 và kể cả 70 tuổi, có thể là cái độ tuổi và độ tuổi sinh học thì người ta có thể quy định, nhưng cái độ tuổi thực tế vẫn là độ tuổi trẻ, vẫn sự hồn nhiên của tuổi trẻ, dấn thân cho tuổi trẻ. Các anh chị có thể thấy rất là nhiều các cô chú, các thầy cô mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cùng đồng hành, cùng hỗ trợ cho đội ngũ thầy thuốc trẻ chúng em luôn luôn phát triển. Và đó là những điểm tựa, những hành trang vững chắc để chúng em học hỏi, nêu theo và cố gắng để hoàn thiện. Và chính những thầy cô, các anh chị đó là tấm gương để những đội ngũ y bác sĩ trẻ học hành, nêu theo. Và chúng tôi sẽ làm sao để cái cánh chim này sẽ tiếp tục kế thừa những cánh chim khác và có một tính chất kế thừa những hoài bão, và làm sao đem lại những kết quả tốt nhất. Và một thông điệp để truyền tới cho các bác sĩ trẻ là hãy dấn thân và làm sao cho tốt nhất. Vì khi khoác lên áo blue trắng thì chúng ta phải có trách nhiệm với ngành y, trách nhiệm với chiếc áo blue trắng. Đó là điểm tựa của người dân. Trước khi về nhận nhiệm vụ thì bản thân tôi cũng chưa hiểu nhiều về ngành phục hồi chức năng và y học phục hồi. Nhưng may mắn chúng tôi có rất nhiều các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ rất nhiều về cái chuyên ngành này. Và bản thân mình cũng tự học hỏi thêm và tìm hiểu thêm về cái ý nghĩa của ngành chuyên ngành phục hồi. Và sau khi tìm hiểu và học hỏi thêm, chúng tôi mới thấy rằng thì ngành y học phục hồi nó gắn với hầu hết các chuyên ngành lâm sàng khác như nội, ngoại, sản nhi, mắt, răng hàm mặt và tai mũi họng. Về phát triển phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp thì chúng tôi đang hướng đến là phát triển đa khoa một cách toàn diện, và các ngành chuyên khoa sẽ cùng hỗ trợ và đẩy mạnh cái y học phục hồi chức năng lên để gắn bó và làm sao cho bệnh nhân phục hồi hoàn toàn. Chúng ta chỉ biết ba ngành dự phòng để chúng ta hạn chế những bệnh lý truyền nhiễm có thể xảy ra cho cộng đồng. Nhưng khi dự phòng chúng ta không tốt thì chúng ta sẽ phát triển thêm cái y học lâm sàng. Y học lâm sàng là điều trị và chữa những bệnh lý. Và sau khi điều trị lâm sàng xong thì mức độ hồi phục bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thì cần có y học phục hồi. Và ba ngành này ta phải gắn bó một cách chặt chẽ với nhau để tạo nên một thế mạnh, làm sao đẩy mạnh. Và cuối cùng, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là gì? Mục tiêu cuối cùng
đó là cái sức khỏe bình phục của bệnh nhân là tiêu chí của chúng tôi đặt ra. Đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn đến lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ngành y tế và rất nhiều anh chị lãnh đạo của các sở ban ngành đã cùng hỗ trợ và đồng hành cùng với những chiến sĩ đu trắng chúng tôi và những chiến sĩ tuyến đầu để vượt qua đại dịch. Lời cảm ơn thứ hai là cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tất cả đến các bạn nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch và các bạn tình nguyện viên tham gia vào các bệnh viện dã chiến cũng như tham gia vào công tác lấy mẫu truy vết trong suốt hàng tháng qua để cùng với ngành y vượt qua. Thứ ba là cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến rất rất sâu sắc, đến rất nhiều, đến những người thân của những nhân viên y tế, của những nhân viên F0 đã cho phép các nhân viên y tế, các nhân viên F0 cùng đồng hành chúng tôi để làm việc trong bệnh viện dã chiến và cũng trong môi trường vô cùng khốc liệt. Tại chúng tôi hiểu rằng nếu không có sự ủng hộ của người nhà, người thân, của các bạn đồng nghiệp, của các tình nguyện viên F0 thì các bạn cũng khó có khả năng hòa nhập và cùng với chúng tôi. Và lời cảm ơn cuối cùng cho phép tôi được gửi lời tới người dân của thành phố cũng như người dân của đất nước đã cho phép và cho nhân viên y tế chúng tôi có cơ hội, có điều kiện để hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe người dân. Và chúng tôi hứa rằng màu áo blue trắng của chúng tôi sẽ hiện diện mãi trong tim của người dân và là điểm tựa của người dân trong mọi hoàn cảnh và mọi không gian nào.